động viên tại sân Mỹ Đình đang phất cao ngọn cờ. Bóng đi hết đường biên dọc. Đó lại là một tình huống xử lý xuất sắc nữa của Duy Mạnh. Cậu bé 10 năm trước còn nhặt bóng khi Công Vinh, Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, Vũ Phong, Dương Hồng Sơn thi đấu trong trận chung kết lượt về với Thái Lan. Những thời khắc đang chạm đến ngưỡng cửa của hạnh phúc. Anh Khắc Cường ơi, sắp đến rồi, phá bóng đi. Rất tốt Quế Ngọc Hoài. Xuân Trường. Tuyệt vời, Quế Ngọc Hoài. Lên rồi. Và bây giờ lên nữa. Anh Khắc Cường ơi, những giây cuối cùng rồi. Một thẻ vàng dành cho Malaysia và chúng ta cùng đếm thôi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Và hãy cùng chờ khi Saad đã nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Và thẻ đỏ dành cho đội tuyển Malaysia. Hãy cùng đếm khoảnh khắc trọng tài Fagani, nổi tiếng còi lịch sử với bóng đá Việt Nam. Vô địch rồi, chắc chắn chúng ta là nhà vô địch. Chắc chắn chúng ta là nhà vô địch. AFF Cup không nói nhiều, Việt Nam là nhà vô địch. Sau thầy Tô sẽ là thầy Park. Và tiếng còi liệu đã vang lên chăng? Tất cả chỉ còn chờ đợi âm thanh từ tiếng còi của trọng tài Fagani. Chuẩn bị đi. Bữa tiệc sẽ chuẩn bị. Hồng Duy, hãy nhìn trọng tài Fagani. Cùng nhìn trọng tài Fagani. Và thậm chí chúng ta còn một cơ hội ghi bàn nữa anh Biên Cương ạ. Chiếc cúp đang ở gần chúng ta lắm rồi. Việt Nam vô địch. Vâng, đội tuyển Việt Nam đã lần thứ hai vô địch Đông Nam Á. Đây là một thế hệ vàng thực sự. Ông Park, toàn thể ban huấn luyện đã khóc. Vâng, và đây là một giấc mơ mà chúng ta chắc chắn không bao giờ muốn tỉnh dậy. Một giấc mơ trở thành hiện thực sau 10 năm đằng đẵng chờ đợi tại sân Mỹ Đình. Thật hạnh phúc với những cổ động viên đang có mặt tại Mỹ Đình. Và thật hạnh phúc cho chúng tôi, những vận động viên. Thật hạnh phúc cho những ai đang được sống trong khoảnh khắc này. Một thế hệ vàng thực sự của bóng đá Việt Nam đã tạo nên một cái kết hoàng kim cho một năm hoàng kim của bóng đá Việt Nam. Xin cảm ơn Đặng Văn Lâm, xin cảm ơn tất cả các cầu thủ, cảm ơn ban huấn luyện, cảm ơn ông Park Hang-seo. Và hãy khóc đi, đừng ngại ngần. Khóc đi để cho chúng ta được tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng ngày hôm nay. Tự hào lắm Việt Nam ơi. Một chiến thắng xứng đáng bởi sự quả cảm trong lối chơi, bởi chiến thuật hợp lý và bởi một người thầy đã biết tạo ra một tập thể xuất sắc từ những con người xuất sắc. Tỷ số chung cuộc của trận chung kết này là 3-2 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Và 10 năm chờ đợi cuối cùng đã được hiện thực hóa với một chiến thắng đầy ngọt ngào. Một hình ảnh xứng đáng dành cho Good Sitting của bóng đá Việt Nam, thầy Park, với chiến công ngày hôm nay. Và một danh hiệu xứng đáng dành cho Quang Hải, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết. Và Quang Hải vẫn cười tươi rói sau những gì mà anh đã phải nhận từ phía đối thủ trong trận đấu ngày hôm nay. Cảm ơn ông Park Hang-seo với tất cả những gì ông đã làm cho chúng tôi, những khoảnh khắc thăng hoa và không thể quên được cho bóng đá Việt Nam một chúng năm 2018. Chúng ta cảm ơn ông Park Hang-seo. Và anh Cường thấy không, ông Park Hang-seo không quên cảm ơn bộ não của mình, Lee Jang-jin. Ông đã đến và ôm Lee Jang-jin, người mong coi là bộ não. Ôi những hình ảnh sẽ đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam. Ôi một năm tuyệt vời. Ôi những khoảnh khắc quá hoàn hảo của chúng ta. Và thật là tuyệt vời khi được sống trong những khoảnh khắc này. Và tất cả bây giờ đang hòa là một tập thể. Chúng ta đã có một tập thể thành công từ giải U23 châu Á cho đến ASEAN. Và bây giờ là danh hiệu vô địch AFF Suzuki Cup và lá cờ Việt Nam tung bay một cách tự hào tại sân Mỹ Đình. Chúng ta